Bộ Quốc phòng Nga thông tin rằng một máy bay phản lực hải quân thuộc hạm đội Biển Đen đã tấn công 4 tàu Ukraine. Theo The Guardian, quân đội Nga vừa tuyên bố trên Telegram vào khoảng 0 giờ ngày 30 tháng 8 theo giờ Moscow. Máy bay hải quân nói trên đã bắn chìm 4 tàu cao tốc chở khoảng 50 binh sĩ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nhanh chóng xác nhận thông tin này, cho biết 4 tàu nói trên chở lực lượng đổ bộ là các đặc vụ Ukraine với số lượng lên tới 50 người, nhưng không đưa ra vị trí cụ thể hơn, theo đài RT. Đầu tháng này, Moscow từng công bố đoạn video ghi lại một vụ tấn công khác của máy bay quân sự Nga nhằm vào tàu cao tốc của Ukraine ngoài khơi đảo Rắn, khu vực gần thành phố Odessa của Ukraine. Chiếc tàu bị phá hủy trong vụ việc hồi đầu tháng được xác định là tàu của lực lượng hải quân Wilus, được công ty Wilus Marine có trụ sở tại Mỹ bán cho Kiev cách đây một thập kỷ. Mỗi tàu có thể chứa từ 6 đến 26 người. Cả Ukraine và Nga đều tăng cường hoạt động trên Biển Đen sau khi thỏa thuận ngũ cốc qua vùng biển này do Liên Hiệp Quốc làm trung gian sụp đổ hồi tháng trước. Ukraine cũng tấn công tàu quân sự Nga gần bán đảo Crimea. Vào tuần trước, tình báo quân đội Ukraine còn tuyên bố một nhóm biệt kích tương tự đã đổ bộ lên bờ biển Crimea. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về vụ việc này.